Hello anh em, chào mừng anh em đang theo dõi video của DC. Hôm nay thì DC sẽ review mọi người một cái chiếc kích cá sấu. Thì một cái kích cá sấu không thể thiếu được ở mỗi cái trung tâm trong xe, trung tâm độ xe chuyên nghiệp, những cái trung tâm làm lốp, những cái điểm mà anh em làm sửa chữa gara ô tô nhé. Thì kích cá sấu nó sẽ có cái tác dụng là gì? Để cho anh em kích cái phần gầm xe lên, tách cái phần quả lốp ra khỏi phần nền của phần nhà xưởng, thì cái đấy thì ai có thể biết rồi. Thì đây mọi người đang mình thấy là mình đang kích một em Fortuner cũng khá gầm, khá là cao đúng không ạ, và nó cũng khá là nặng. Thì cái kích này của bên mình đang kích lên cao nhất được 60 phân. Thì đối với dòng xe 7 chỗ như này thì kích lên cũng thoải mái luôn, từ 7 chỗ đến bán tải nhá. Và đặc biệt hơn nữa là gì, cái dòng kích này nó là dòng hai piston thì nó sẽ rất là kích, rất là khỏe và đẩy rất là nhanh cho anh em, để anh em kích được cái phần gầm xe lên. Thì cách sử dụng thì mọi người lên lưu ý giúp mình là gì, khi mình kích lên nhé thì mình nên kích vào những cái phần saxi, những cái phần saxi và những cái phần thép của phần gầm xe nhé. Nó có điểm chuyên để mình kích lốp, anh em tuyệt đối đừng có kích vào phần nhựa nhé, và có thể rất dễ hiện tượng là bị móp phần, vỡ phần nhựa của anh em nhé. Đó, thì bây giờ mình sẽ xuống để mình sẽ review kỹ hơn cho anh em nhé. Mọi người lưu ý là khi mình cho kích lên nhé thì mình sẽ vặn xuôi chiều kim đồng hồ, mình kéo lên. Còn đâu khi mọi người mà giảm hạ xuống nhá, thì mọi người lưu ý này, mọi người vặn ngược kim đồng hồ, ngược kim đồng hồ và mình xuống thật là nhẹ thôi, xuống từ từ thôi đó, từ thôi đó, được chưa? Sau đó mình khóa vào, mình kéo ra. Đây chính là cái kích cá sấu này, thì mọi người lưu ý nhá, khi lên thì mọi người xoáy vào này, mọi người kéo lên cho mình này, đẩy lên rất là nhanh này, đó. Thì mọi người nhìn thấy đây, cái kích này, phần đằng sau nó sẽ có hai piston đẩy. Mọi người có thể nhìn qua, đây là cái chất thép của cái phần kích cá sấu này nhá. Nó rất là khác biệt so với dòng khác, thứ nhất nó rất là dày này. Thứ hai nó thêm một cái thanh đỡ bên từ bên ngoài nữa, để nó thêm cái lực đỡ của cái kích, nó sẽ làm kích nó đỡ trọng lực tốt hơn rất là nhiều. Đó, mọi người nhìn thấy đây, để kích này. Chiều cao lưng của kích này lên tầm 60 phân nhá, thấp nhất là 80 phân. Thật ra kích này thì cũng không có gì cần phải review mọi người quá nhiều. Thì thật ra đây là những cái thông số cơ bản thôi. Thì mọi người đang có nhu cầu mà muốn đầu tư cái kích này có thể gọi điện trực tiếp cho mình theo số này trực clip nhé, hoặc có thể comment bên dưới để mình tư vấn cho anh em nhé.